Ngay lần đầu tiên đặt chân đến Phú Quốc, ông Đoàn Văn Bình, chủ tịch CEO Group đã bị chinh phục bởi vẻ đẹp hoang sơ, yên bình, những bãi biển tuyệt đẹp cùng sự ấm áp của thiên nhiên, con người nơi đây. Trong tầm nhìn của ông Bình, Phú Quốc đang có cơ hội lớn để trỗi dậy, trở thành điểm đến du lịch hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Xuất phát từ đó, CEO Group đã bắt tay đầu tư những dự án lớn nhằm góp phần hiện thực hóa cơ hội trỗi dậy của đảo ngọc Phú Quốc. Tại nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất Việt Nam, CEO Group đã chọn Bãi Trường làm nơi đầu tư dự án khu tổ hợp du lịch Sonasi Villa and Resort. Sonasi Villa and Resort trải dài gần 1 km mặt biển trung tâm Bãi Trường, là dự án có mặt biển dài nhất tại đây và là một trong 4 dự án nổi bật nhất Phú Quốc. Hạng mục đầu tiên được CEO Group hoàn thành khởi đầu cho Sonasi Villa and Resort là khu nghỉ dưỡng thương hiệu quốc tế Novotel Phú Quốc Resort, được xây dựng tại lô đất SR3 quy mô 7,3 ha. Đây là hạng mục được CEO Group triển khai thần tốc cùng các đơn vị đối tác danh tiếng. Seed Asia Pháp lập quy hoạch 1/500, Saview Anh nghiên cứu thị trường, Kumi Asia Nhật Bản tư vấn thiết kế. Ngày 17 tháng 6 năm 2014, CEO Group và tập đoàn danh tiếng trong lĩnh vực điều hành khách sạn Accor ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn và quản lý Novotel Phú Quốc Resort. Ngày 25 tháng 9 năm 2014, CEO Group bắt tay ký kết hợp đồng tổng thầu xây dựng Novotel Phú Quốc Resort với công ty Contecon, là một trong những đơn vị có bề dày kinh nghiệm và nhiều uy tín trên thị trường Việt Nam cũng như thị trường nước ngoài. Theo tính toán của Accor, sẽ phải mất 36 tháng để hoàn thành dự án, nhưng bằng quyết tâm, ý chí và nỗ lực to lớn, CEO Group đã hoàn thành dự án chỉ sau 1 năm khởi công, đáp ứng mọi tiêu chuẩn khắt khe của tập đoàn quản lý danh tiếng Accor. Cùng với sự hiện diện của Novotel Phú Quốc Resort, diện mạo Bãi Trường cũng thay đổi từng ngày, tươi mới và đầy sức sống. Novotel Phú Quốc Resort và quần thể biệt thự được thiết kế theo phong cách kiến trúc đương đại, bài trí nội thất tinh tế, lấy cảm hứng từ hình ảnh làng chài và những tập quán sinh hoạt của người dân nơi đây như vá lưới, quang chài, đan thuyền thúng. Sự bay bổng trong thiết kế đều hướng du khách đến sự giao hòa với thiên nhiên, con người và biển trên đảo Ngọc, mang lại giá trị thân thuộc, yên bình. Khu nghỉ dưỡng gồm gần 400 phòng nghỉ và biệt thự hướng biển sang trọng, khu giải trí, các nhà hàng hải sản, buffet phong cách Á Âu, Puba, Balonji, Kids Club, Gym, Spa, bể bơi trẻ em hơn 100m², 2 bể bơi lớn, mỗi bể bơi 500m², phòng hội nghị quy mô lớn. Đặc biệt, khu biệt thự có không gian riêng tư, kết nối thuận tiện với những tiện ích cao cấp của cả quần thể Sonasi Villa and Resort. Khu nghỉ dưỡng được xây dựng theo những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe của Accor, đồng thời hoạt động theo quy chuẩn toàn cầu của thương hiệu nổi tiếng này. Do vậy, CEO Group tin tưởng Novotel Phú Quốc Resort sẽ mang lại cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối khi nghỉ dưỡng tại đây. Tính đến thời điểm này, Novotel Phú Quốc Resort là khách sạn gắn thương hiệu quốc tế lớn nhất trên đảo Ngọc, là khu nghỉ dưỡng thương hiệu Novotel đầu tiên và có quy mô lớn nhất trong hệ thống Accor tại Việt Nam, là khách sạn có số phòng lớn nhất trong hệ thống gần 5.000 khách sạn do Accor quản lý trên toàn cầu. Từ đây, Novotel Phú Quốc Resort chính thức được ghi danh trên bản đồ du lịch Phú Quốc và thế giới, là minh chứng cho những nỗ lực và tâm huyết của CEO Group dành cho đảo Ngọc. Novotel Phú Quốc Resort, nơi truyền cảm hứng cho cuộc sống của bạn.